tĩnh tâm chuông chiều sớm mà núi trẻ dài gờ quảng chi miền đời mãi miền khi lâm bệnh ngặt nghèo mới gọi đạo đồng vào chùa sáu trước tòa phân con ngay trước khi cha chết cha cho con biết cha chỉ là dưỡng phụ mà thôi mẹ ruột của con đã phải lòng cha nhân dịp lễ chùa chẳng bằng lòng lại còn nặng tiếng đuổi xua mang nói căm hận bởi tính lăng loàn mấy kết thủ thọ thai giữa công đường cha lại mang tiếng nhút nhát sinh nở xong rồi mới giao con cho cha phần cha mới bằng lòng nuôi dưỡng đến ngày nay.